chấn động chưa từng có về cuộc đời Kỷ Hợi 1959. Từ sau 65 tuổi, biết rõ thiên cơ, hưởng chọn lộc trời, đổi đời giàu nứt vách, tiền tiêu ba đời không hết. Quý vị thân mến, sinh mệnh của mỗi người đều chỉ có một, thọ mệnh có thể dài, cũng có thể ngắn. Thế nhưng sống trên cuộc đời này sao ta có thể tránh khỏi những điều phiền phức, những lúc vất vả gian nan, buộc lòng ta phải cố gắng, cắn răng chịu đựng mà vượt qua. Tử vi học cũng nói rằng, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp nhiều may mắn, ngồi mát ăn bát vàng, mà tất cả những thành công của họ đều phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt, sự mệt nhọc và khắc khổ thấm vào từng thớ thịt. Trời sinh tuổi Kỷ Hợi mang mệnh đắc tài phú, số này định rằng khi còn trẻ đã phải chịu nhiều khó khăn vất vả, túng thiếu, nhưng nhờ sự chăm chỉ cố gắng và sống có đức độ của mình mà được bề trên chứng giám ban cho nhiều may mắn và tài lộc. Nhưng cũng chính vì trời ban số mệnh phú quý mà trên bước đường dẫn tới giàu có của họ luôn bị ngăn trở bởi kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ, ngấm ngầm hãm hại. Những năm vừa qua Kỷ Hợi liên tiếp gặp hạn đổ ập xuống đầu, làm ăn thất bát, nợ nần triền miên không trả nổi, cực khổ vô cùng. Tuy nhiên qua cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai, bước sang tuổi 65 của cuộc đời, các bậc thầy tử vi chiêm tinh học phương Đông có chỉ ra rằng những người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, nếu chú ý điều này thì sẽ được các tinh soi chiếu, thần Phật phù hộ mà cải biến số mệnh, lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục, vươn lên làm đại gia, tiền bạc ngập két, giàu như vũ bão, khiến ai ai cũng kính nể, đến khi về già sẽ tận hưởng vinh hoa phú quý, an nhàn sống hạnh phúc bên gia đình. Vậy, cụ thể vận trình tử vi chọn đời của người tuổi Kỷ Hợi sẽ diễn biến như thế nào? Từ sau 65 tuổi sẽ xảy ra bước ngoặt nào? Kỷ Hợi cần chuẩn bị gì để đón phúc an nhàn, tiền vàng ngập két, sống sung sướng đến cuối đời? Tất cả sẽ được hé lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi nhé! Có phước làm chủ thế gian, kém phước đành phải gian nan cuộc đời, nghiệp lành quả thiện ta khơi, tạo nhiều công đức ngàn đời ấm no. Kỷ Hợi thuận theo ý trời, bốn mùa sung túc êm đềm quanh năm, cửu long bao bọc cuộc đời, phúc lộc tràn trề như là biển khơi. Tính đến nay cô bác Kỷ Hợi cũng đã gần ngưỡng tuổi lục thập rồi nhỉ. Ở độ tuổi này có những cô bác đã con cái đuề huề, nhà cửa khang trang, của cải dư giả, lo được miếng đất căn nhà cho con cái đỡ khổ, hay dành dụm được một khoản kha khá để sắp tới nghỉ hưu về già sống cuộc sống bình yên nhàn hạ. Tuy nhiên có nhiều người trong hoàn cảnh khác thì không may mắn được như vậy. Nhiều cô bác ở độ tuổi 65 rồi vẫn phải vất vả làm việc ngày đêm như trâu, như ngựa mà tiền chẳng thấy, nợ nần cứ ngày một chồng chất không biết bao giờ mới hết khổ. Có cô bác lại bảo rằng mấy chục năm khổ sở lo cho con, cho cái, nhưng khổ vẫn hoàn khổ, cuối đời không ai chăm sóc cho mình, thậm chí nghèo không mua nổi một hộp bánh. Mỗi mảnh đời là một câu chuyện khác nhau, chúng ta không thể đánh đồng tất cả. Nay cô bác tuổi Kỷ Hợi đang có cuộc sống như thế nào rồi ạ? Mọi thứ vẫn ổn cả chứ? Cô bác có biết không, có rất nhiều thứ chi phối vận mệnh của Kỷ Hợi, nhưng ảnh hưởng nhiều nhất lên cuộc đời họ lại tiềm tàng trong bốn từ tùy duyên thiên mệnh. Kỷ Hợi trân trọng những cái đang có, vun vén và chăm sóc vẹn toàn. Nhưng nếu mất mát điều gì họ sẽ chấp nhận trong vui vẻ, đôi khi tính khí hơi thất thường và bảo thủ, nhưng lại rất tốt bụng và ngay thẳng, luôn yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh. Để hiểu về cái cá tính của Kỷ Hợi, đầu tiên bạn nên hiểu một chút về quá khứ của Kỷ Hợi. Cái bản mệnh lang thang này ít khi được đáp ứng đủ một tuổi thơ đầy hoan ái, họ sinh ra hoặc giả thiếu tình thương và sự quan tâm từ cha mẹ, hoặc giả hoàn cảnh đưa đẩy khiến họ gắn kết với ông bà nhiều phần hơn. Chính sự không trọn vẹn từ thuở thiếu thời này khiến cho cái chất bướng bỉnh của Kỷ Hợi được nhen nhóm, cũng khiến cho khao khát được vẹn toàn trong tình yêu của họ khi lớn lên được hình thành, dẫn tới hàng loạt hiệu ứng dây chuyền cho những sự lựa chọn đầy ngang trái. Vì bướng bỉnh mà đâm đầu vào những ngõ cụt không lối ra, vì bướng bỉnh mà Kỷ Hợi thường đường dễ thì họ lại không đi, đường khó thì họ lại đâm vào, đường thẳng thì họ lại không chọn, đường vòng quanh co thì họ lại dõi theo. Thành thử thành quả lắm lúc dở dang, khả năng tiềm ẩn thật nhiều, nhưng thành tựu thực tiễn thì lại ít. Nhưng được một chữ thỏa, thỏa cho vạn sự mà Kỷ Hợi đã lựa chọn trong suốt những năm tháng thanh xuân của chính mình. Được một chữ đã như một sự đã đời của ngày hè nóng bỏng, được uống một ly nước mía dài khát. Vì yêu mà cháy, vì yêu mà lựa chọn, vì yêu mà buông bỏ cơ hội hết mình và hy sinh, để bao năm tháng thanh xuân hết mình ấy. Kỷ Hợi được gì và mất gì, hay giản đơn chỉ là cho đi thật nhiều, nhận lại cả một bầu trời của những hoài niệm bâng khuâng. Hiện tại của Kỷ Hợi, người ta luôn nói, không ai đuối nước vài lần trên cùng một dòng sông. Cái thú vị của Kỷ Hợi là họ thấm rất sâu việc ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, sau đó lại ham ham hở hở lao đầu vào những sự lựa chọn của bản thân. Cái bản tính trời sinh sồn sồn nóng vội, bất chấp tất cả và luôn muốn ngay và mau của Kỷ Hợi lẽ dĩ nhiên là thứ khó sửa,
Nhưng giờ đây bản thân Kỷ Hợi thay vì chỉ hùng hục phi nước đại như trâu, như ngựa, thì cũng đã biết đôi khi dừng lại lang thang gặm cỏ bên suối. Họ đã biết lắng nghe, đã biết định hướng, đã biết lên kế hoạch và gắng gượng kiên trì vài ngày để làm theo. Dĩ nhiên cũng lắm lúc họ lại cả thèm chóng chán, sao nhãng mà bỏ quên mục đích mình đã vạch. Nhưng với bản tính trời sinh không chấp nhận một cuộc sống tầm thường, không bằng lòng với sự bình hòa nhàn tản, Kỷ Hợi sẽ lại khuấy động cuộc đời mình với cái ý chí quyết tâm thành tựu lớn, lại bước một chân ra ngoài mong muốn trải nghiệm muôn nơi, lại truy cầu một cuộc nhân sinh màu nhiệm đầy rực rỡ, nơi máu sẽ đổ, mồ hôi sẽ rơi, nước mắt sẽ chảy, nhưng không thể vùi lấp được mong muốn sống đúng nghĩa, chứ không đơn thuần là chỉ tồn tại của Kỷ Hợi. Những cái chất này dù là nhỏ, nhưng xuyên cùng với Kỷ Hợi từ quá khứ cho đến hiện tại và tương lai, kết hợp cùng cái cá tính và đưa đến những lựa chọn không bình thường trong suốt những năm tháng sau này. Kỷ Hợi của tương lai và tương lai của Kỷ Hợi, đầu tiên cần phải nói, năm 2022 tức Kỷ Hợi 64 tuổi là một năm khá nhiều rắc rối với Kỷ Hợi, nó bao gồm cả những thị phi, rắc rối pháp lý, công việc dở dang, công nợ chậm chạp, cho đến những vấn đề sức khỏe suy tư đau đầu, rối trí, bệnh tật quấn thân, và phải đến tận thời điểm năm 65 tuổi. Những tàn dư của quá khứ này mới thôi không còn ảnh hưởng tới Kỷ Hợi, để họ bước vào năm 2023, khởi đầu của những điều hoàn toàn mới mẻ. Một số ít Kỷ Hợi may mắn hơn, lại đạt được sự trọn vẹn trong chuyện làm ăn kinh doanh có lời, công việc thăng tiến không ngừng. Mỹ hảo yên bề, trăm sự đều xuôi đổi lấy bước đệm cho những thời điểm tương lai, dĩ nhiên đây là số ít. Dự báo từ sau năm 65 tuổi của Kỷ Hợi, qua thử thách thì mới biết tài năng của con người, qua khó khăn mới nhận về thành quả, qua gieo trồng vuông xới mới nhận về vô số quả ngọt, và đó cũng là thứ ứng với Kỷ Hợi trong suốt chặng đường còn lại. Từ sau 65 tuổi sẽ là giai đoạn mới, giai đoạn thu hái quả ngọt, trái thơm, với muôn vàn hứa hẹn, triệu triệu khả năng, đây là con đường bắt đầu lại sau suốt những năm qua, nỗ lực vẫn có, nhưng may mắn sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu bạn trông chờ đây là một thời điểm mà bạn sẽ khí khái ở bốn phương, chinh chiến ở tám hướng, thì rất tiếc là không phải, nhưng nếu bạn nhìn nhận ở một góc độ sâu xa hơn một chút, đây sẽ là thời kỳ rất thuận lợi cho Kỷ Hợi, đặt những viên gạch đầu tiên trong cuộc hành trình dựng xây lâu đài của cuộc đời hậu vận, là một Kỷ Hợi đúng nghĩa, tức là trong suốt 65 năm qua, bạn đã có đủ thứ trải nghiệm nghề nghiệp, một Kỷ Hợi đúng nghĩa có thể mai bán đồ ăn, nay bán quần áo, ngày kia nghĩ chuyện đi buôn, ngày kia lại thử làm văn phòng hành chính, hôm nay được nhiều xả láng mà ăn tiêu, ngày sau được ít rón rén mà vun vén, tất cả những kinh nghiệm đấy của Kỷ Hợi, tích tụ lại, từng chút một, dồn nén lại, từng xíu một, tụ tập lại một điểm cứng cáp và chắc chắn, nền tảng mà Kỷ Hợi đã gieo trong suốt những năm qua, chính là trái ngọt Kỷ Hợi sẽ gặt trong những năm về sau này. Kỷ Hợi ở hậu vận, từ sau 65 tuổi sẽ ít một phần mơ mộng, nhiều một phần thực tiễn, thêm một phần sáng suốt và kiên định ở trong tâm, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, tiến lùi đều hiểu thấu, chuẩn xác như từng nước cờ trong tay, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững chí, dẫu Thái Sơn đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Ở hậu vận, Kỷ Hợi luôn chọn sống theo một cảnh giới khác với những người khác, chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường suy nghĩ có trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Giai đoạn này, Kỷ Hợi bên ngoài mạnh mẽ, bên trong khiêm nhường. Từ sau 65 tuổi, Kỷ Hợi có được là một khí chất thanh cao của bậc quân tử hiền triết, là một loại hiểu biết cõi đời nhân sinh, cũng là một loại nhường nhịn con trẻ, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình đi khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Những năm tháng hậu vận, người tuổi Kỷ Hợi thích loại cuộc sống đạm bạc, giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoáng qua, nhưng lại vô hình nhận về vô số quả ngọt trời cho, được ơn trên ban phước, thần Phật che chở mà phúc lộc đầy nhà, tài lộc đầy kho, sung túc ấm no suốt phần đời còn lại. Nhưng Kỷ Hợi vẫn điềm đạm, thanh cao, không huyên hoang, ngạo mạn, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu, Kỷ Hợi chọn một cuộc đời thong dong, tĩnh tĩnh tại tại. Mệnh của Kỷ Hợi từ sau 65 tuổi không phải là không buồn khổ, không có ngang trái, mà là hiểu rõ thế sự, thấu tỏ nhân tình. Bất kể là không thoải mái đến đâu, vẫn có thể nở nụ cười, sự tình đã qua thì cho trôi theo dòng nước, không so đo tính toán thiệt hơn. Tố chất làm người của Kỷ Hợi sau khi kinh qua sau 65 năm cuộc đời là một dạng tài phú, hồng phúc hơn người, luôn gắn chặt cùng với mình. Không ai lấy đi được, bộc lộ ra ngoài sẽ luôn được mọi người tán dương khen ngợi, ẩn giấu đi giúp bạn ung dung lập thế. Hậu vận tuổi Kỷ Hợi luôn biết tu dưỡng, có một độ thâm sâu, đã không còn ngông cuồng ngạo mạn như thời còn trẻ, đã biết khoan thai đĩnh đạc, tận tâm với công việc,
chân thành với người thân, đồng cảm với những mảnh đời vất vả, hay là sự san sẻ thấu hiểu với con cái, đối đãi với người khác một cách thoải mái rộng lượng, lòng dạ khoan dung, đây là biểu hiện của một người có phẩm chất có tu dưỡng tốt. Nhưng vận số cuộc đời của Kỷ Hợi với sự thẳng tính mà bạn có, dù có trực giác tốt về những thăng trầm của nhân tâm, bản mệnh cũng sẽ luôn dính vào những câu chuyện thị phi và mỏi mệt rắc rối, chúng đột nhiên xảy đến khiến ta không kịp trở tay, bất ngờ ập xuống, bất ngờ phát sinh. Nhưng từ 66 tuổi, Kỷ Hợi đã hiểu rõ thế sự buông được những gì cần buông, bất luận sự việc lớn hay nhỏ, mặc kệ là tốt hay xấu, Kỷ Hợi đều không cần quá để ý, quá coi trọng nữa rồi, nhờ vậy vận số cuộc đời sẽ càng tốt đẹp hơn bội phần. Kỷ Hợi như ánh trăng tỏa sáng thâu tỏ cho con trẻ và đẹp tựa từ trong tâm, hôm nay có thể là mưa phùn, ngày mai lại rực rỡ, hôm nay thấy cay đắng, ngày mai lại yên ả, nhưng chỉ cần lòng mình tĩnh lặng thì tất cả sẽ bình yên, vậy nên đôi khi trên con đường đi, Kỷ Hợi cần dừng lại, đứng lại để ngẫm, dừng lại để suy, dừng lại để định hướng, bởi Kỷ Hợi là người không thể nào muốn mình thất bại và lùi bước, vậy nên cuộc đi đường đời của Kỷ Hợi sẽ luôn tiến mà bất thoái, có thể là oai nghiệt hiển hách, hay may mắn sung vầy, có thể là bình thản một đời, bất luận thế nào cũng vô cùng dễ chịu. Cụ thể diễn biến vận mệnh theo từng năm tuổi của người tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Từ 20 đến 25 tuổi, 20 tuổi có nhiều rắc rối trong nội tâm, 21 và 22 tuổi, hai năm này phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của cuộc sống, tiền bạc thiếu kém, cuộc đời có nhiều việc bực mình. 23 và 24 tuổi, hai năm này đạt xung kỵ, nên coi chừng tai nạn và có thể gặp nhiều trở ngại, nên nhịn nhục cho qua khỏi năm xấu. 25 tuổi, khá tốt đẹp, năm này nên làm ăn hay đi xa tốt. Từ 26 đến 30 tuổi, 26 tuổi có tài lộc, 27 và 28 tuổi, cần nhẫn nhịn và nên phát triển công danh. Sự nghiệp có phần tốt đẹp, 29 và 30 tuổi, năm này phát triển mạnh mẽ về tài lộc cũng như về cuộc sống, nên cẩn thận việc giao dịch về tiền bạc. Từ 31 đến 35 tuổi, 31 tuổi làm ăn phát đạt, 32 và 33 tuổi, hơi xấu, 34 và 35 tuổi, hai năm này làm ăn có cơ hội phát triển công việc, từ 36 đến 40 tuổi. Khoảng thời gian này bạn nên giao dịch về tiền bạc, sẽ thu được nhiều thắng lợi, những năm này việc làm ăn tốt đẹp và công việc gặt hái nhiều thành công. Từ 41 đến 45 tuổi, 41 tuổi có nhiều chuyện tốt, 42 tuổi nên giao dịch làm ăn hay buôn bán thì thắng lợi về tiền bạc. 43 tuổi, năm này kỵ tháng 9, ngoài ra những tháng khác bình thường, 44 và 45 tuổi, khá tốt, có nhiều tài lộc. Từ 46 đến 50 tuổi, 46 tuổi gặp nhiều may mắn, 47 và 48 tuổi, khá vững chắc, cuộc sống được nâng cao, 49 và 50 tuổi. Hai năm này có thể gặp được nhiều thắng lợi về mọi mặt trong cuộc sống, từ 51 đến 55 tuổi, 51 tuổi, công việc thuận lợi, 52 tuổi, gặt hái được nhiều thành công trong việc làm ăn. 54 và 55 tuổi, gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống, từ 56 đến 60 tuổi, được hưởng an nhàn, con cái có nhiều triển vọng nghề nghiệp, phát triển mạnh mẽ về công danh, có thành công về đường tài lộc, những năm này là những năm bạn thành công trên mọi lĩnh vực của cuộc đời. Tiếp theo là vận trình tuổi Kỷ Hợi sau 65 tuổi qua các phương diện chính của cuộc sống. Về mặt sự nghiệp, sau 65 tuổi, đường sự nghiệp nhìn chung của tuổi Kỷ Hợi tương đối ổn định, mặc dù không có nhiều thăng tiến để vươn lên vào thời điểm này. Ngoài ra, dưới sự phù hộ của nhiều chòm sao may mắn, năm nay làm việc sẽ nhàn nhã, ít áp lực, có thời gian thực hiện dự định riêng và bạn sẽ có nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống của mình sau giờ làm việc. Kiểu sống chậm rãi này rất thích hợp với tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, nhưng dù vậy, cô bác cũng đừng quá thả lỏng bản thân, đặc biệt là ở nơi làm việc, bạn vẫn phải làm tốt mọi việc của mình. Nếu bạn là một người chủ nên chú ý quản lý hoạt động kinh doanh của mình, không được giao phó tất cả chúng cho người khác, nếu không sẽ vẫn có những rủi ro nhất định. Theo lời giải của tử vi, thì sau 65 tuổi, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Hợi có nhiều điểm sáng đáng kể, do rất nhiều yếu tố thuận lợi xuất hiện. Có thể thấy rằng mọi kế hoạch bạn đặt ra ở thời điểm hiện tại đều sẽ tiến triển đều đặn, thậm chí còn trôi chảy bất ngờ. Tam hội đem tới quý nhân, giúp bạn tìm ra định hướng phát triển, dù có đang mơ hồ về tương lai của mình đi nữa. Bạn cũng dần dần hiểu được thêm về các thế mạnh của mình, từ đó dần xác định được đâu là con đường chính xác. Với tính cách hài hòa, cởi mở, bạn cũng nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Giai đoạn này, bạn không cần lo lắng phải đối diện với khó khăn, bởi xung quanh bạn không thiếu người sẵn sàng giúp đỡ. Hãy tự tin nhận các nhiệm vụ khó khăn và mang tính thách thức, bởi lâm quan sẽ giúp bạn thêm minh mẫn, sáng suốt, nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết công việc,
Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn hoàn toàn có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên, nhận được lời tuyên dương, thậm chí là quyết định thăng chức. Về mặt tài lộc của người tuổi Kỷ Hợi xem ra tốt hơn người khác, tuy nhiên họ lại không biết tiết kiệm, dễ chi tiêu bạt mạng. Bởi vậy tốt nhất nên hình thành thói quen ghi chép tài chính hàng ngày. Đương nhiên, nếu có thể tìm được người bạn đời giỏi quản lý tài chính, thì đúng là không gì tốt bằng. Người tuổi Kỷ Hợi chịu thương chịu khó, nên cuối đời an khang. Có điều họ không phải là những người giỏi kiếm tiền, tiền họ kiếm được dựa vào niềm tin và sự nỗ lực của họ. Ngoài ra còn nhờ sự giúp đỡ không ngờ tới của người khác. Bởi vậy, người tuổi Kỷ Hợi nhất định cần chú ý tới các mối quan hệ xung quanh mình. Nhìn chung, người tuổi lớn tự kiếm tiền hay kiếm tiền nhờ vào người khác đều tốt cả. Nếu người tuổi Kỷ Hợi đang làm kinh doanh thì tốt nhất hãy mạnh dạn một chút. Đã suy nghĩ kỹ rồi thì nên đầu tư, đương nhiên cũng cần lựa chọn cẩn thận. Chỉ cần lơ là một chút thì tiền của sẽ tiêu tan, vượt qua vài khó khăn nhỏ thì việc kinh doanh sẽ tốt đẹp. Nếu người tuổi Kỷ Hợi có thu nhập cao, có tiền đầu tư vào kinh doanh thì tốt nhất nên đầu tư vào cổ phiếu hoặc bất động sản, khi về già càng may mắn. Bước qua năm 65 tuổi, đường tài lộc của những người tuổi Hợi sinh năm 1959 vẫn khá ấn tượng. Bạn không cần vất vả làm việc thì tiền bạc sẽ tự nhiên đến cửa nhà. Bạn có nhiều cơ hội thu tiền về đầy túi, vấn đề chi tiêu cũng không còn phải cân nhắc quá kỹ càng như trước. Tam hội đem về nhiều công việc làm ăn triển vọng cho Kỷ Hợi. Việc của cô bác là lựa chọn công việc nào phù hợp nhất với mình, không nên ôm đồm quá mức, khiến cơ thể mệt mỏi mà chưa chắc đã đạt hiệu quả cao. Nếu đã nung nấu kế hoạch làm ăn nào đó trong suốt một khoảng thời gian dài thì bạn nên tranh thủ bắt tay vào làm ngay. Quá trình thực hiện bạn sẽ còn gặp được thêm nhiều yếu tố thuận lợi hơn nữa, cuối cùng chạm tay tới cái đích mình đặt ra nhanh chóng bất ngờ. Việc đầu tư cũng có thể cân nhắc thực hiện ngay trong thời gian này. Nếu còn chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn có thể tham khảo thêm ý kiến của những người đi trước. Chỉ cần cẩn thận trong mọi quyết định, bạn hoàn toàn có cơ hội thu về lợi nhuận bước đầu. Người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng sẽ được nhận nhiều khoản thưởng nóng. Chẳng có cấp trên nào lại keo kiệt với một nhân viên triển vọng như bạn. Hãy coi đây là phần thưởng để tiếp tục cống hiến trong tương lai. Về phương diện sức khỏe, từ sau 65 tuổi, Kỷ Hợi 1959 sẽ phạm phải thất sát, cần đề phòng sức khỏe. Tuy bên ngoài không có biểu hiện gì, thậm chí có thể cảm thấy rất khỏe mạnh, nhưng một số các bệnh tiềm ẩn phải phòng tránh như cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch. Nếu có cảm giác khó chịu, tốt nhất bạn nên đi kiểm tra ngay. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý đến sự kết hợp giữa thịt và rau trong chế độ ăn uống và tập luyện để đảm bảo dinh dưỡng cân đối. Nếu đang dùng thuốc phải tuân theo chỉ định của bác sĩ, không được tự ý thay đổi hoặc quên uống thuốc, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Hãy duy trì lối sinh hoạt khoa học điều độ, chớ nên ôm đồm nhiều việc hoặc tham gia quá nhiều các buổi vui chơi, tụ tập. Bản mệnh hãy dành thời gian bên người thân, thể dục thể thao nhiều hơn và hạn chế ăn các đồ ăn sẵn, đồ uống kích thích gây hại cho sức khỏe. Về tình cảm gia đình, đường tình cảm của tuổi Kỷ Hợi 1959 có phần thăng trầm. Do thất sát bị phá vỡ nên mối quan hệ với những người xung quanh có vẻ không được tốt. Thậm chí người bạn đời của họ cũng có những bất đồng vì nhiều lý do khác nhau. Đặc biệt những chòm sao hung tinh sẽ sinh ra đủ thứ cãi vã, thậm chí các quý ông sẽ trở nên nhiều chuyện và thường xuyên xen vào chuyện của người khác vô cớ. Điều này không chỉ khiến con cái chán ghét mà còn đồng nghiệp và bạn bè xung quanh bạn cũng sẽ cảm thấy xa lánh. Vì vậy, sinh năm 1959 tuổi Kỷ Hợi nên im lặng, ít nói và làm nhiều. Nếu cảm thấy chán nản, buồn chán, không có nơi nào để chút bỏ thì nên tìm cho mình một sở thích của bản thân để tạo cảm giác thoải mái, vui vẻ. Với người đã có gia đình, Kỷ Hợi biết trân trọng hạnh phúc mình đang có nên luôn ân cần chăm sóc nửa kia, đối phương ắt hẳn cũng sẽ cảm nhận được và dành cho bạn một tình cảm tương tự. Quý vị thân mến, sống chết có số, sinh tử bất kỳ, muốn hóa giải được tai kiếp, mỗi người chúng ta vẫn nên nhìn thấu được số mệnh của mình để tìm hiểu vận mệnh của tuổi Kỷ Hợi sau 65 tuổi. Theo từng tháng sinh âm lịch sẽ diễn biến như thế nào thì ngay sau đây xin mời quý vị khán thính giả cùng Minh Đường Tử Vi khám phá vận mệnh của tuổi Kỷ Hợi 12 tháng sinh âm lịch nhé. Sinh vào tháng 1, bản mệnh có tài có đức, không vì quyền thế địa vị mà đánh mất lương tâm, họ chăm làm điều thiện, tích phúc đức cho con cháu, nhiều bạn bè và các mối quan hệ xã hội. Sinh vào tháng 2, người sinh vào tháng 2 âm lịch được số mệnh ưu ái, sống cảnh giàu sang, cả đời hưởng phúc, sức khỏe của những người này cũng không có gì đáng ngại, ít mắc bệnh vặt. Sinh vào tháng 3, bản mệnh độc lập tự cường,
gây dựng sự nghiệp bằng chính sức của mình. Người này cũng không ưa luồn cúi, nịnh nọt, do vậy tuy hơi vất vả, nhưng cuối cùng cũng được cuộc sống như ý muốn. Sinh vào tháng 4. Người sinh tháng 4 biết trước biết sau, thấu đáo tinh tế trong mọi chuyện, lại thêm quý nhân phù trợ, nên mệnh chủ có số giàu sang, địa vị cao trong chốn quan trường. Sinh vào tháng 5. Đây là người có tài năng văn chương nghệ thuật, được người người tán thưởng, ngưỡng mộ, họ ít có duyên buôn bán, nên gặp một số gian nan trắc trở nhất định. Sinh vào tháng 6. Tuổi Hợi sinh tháng 6 trọng tình cảm, tài hoa có thừa, nhưng lại đa sầu đa cảm, nên dễ bỏ mất cơ hội, bản mệnh nên quyết đoán và nỗ lực nhiều hơn, ắt sẽ thành công. Sinh vào tháng 7. Người sinh vào tháng này thông minh, tài giỏi, cuộc sống thuận lợi may mắn, nhưng đôi khi họ khiến người khác phật ý vì tính bảo thủ nóng nảy và làm theo ý mình. Sinh vào tháng 8. Thời trẻ vận mệnh có phần trắc trở, đường lập nghiệp muôn trùng khó khăn, tuy nhiên, những thử thách này bản mệnh đều dễ dàng vượt qua, tiến thẳng tới đích, về sau họ được hưởng thanh nhàn, thành công hơn nhiều người khác. Sinh vào tháng 9. Tuổi Hợi sinh vào tháng 9 âm lịch ưa cuộc sống an bình, ít thăng trầm sóng gió, số vận bản mệnh được ưu ái, nhiều vận may, không phải lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền. Sinh vào tháng 10. Bản mệnh tính tình nhã nhặn, lịch thiệp, cư xử lễ độ, nên giành được thiện cảm, dù vậy đôi khi họ hơi hiếu thắng, gặp chuyện phải tranh cãi đến cùng. Sinh vào tháng 11. Đây là những người thành công trên cả phương diện công việc và cuộc sống. Vận mệnh của người tuổi Hợi sinh tháng này rất ít gặp phải gian nan trắc trở, mưu sự dễ thành. Sinh vào tháng 12. Tuổi Hợi sinh cuối năm khó được thuận lợi như những tháng khác, nhưng nếu bản mệnh biết suy nghĩ tích cực, chuẩn bị chu đáo cho mọi tình huống, thì không gì có thể ngăn cản thành công của họ. Quý vị mệnh chủ thân mến, như đã trình bày thì quý cô bác đã biết được phần nào diễn biến từng năm của mình, và mỗi năm mỗi bản thể sẽ gặp vận hạn khác nhau. Nhưng vận mệnh của mỗi người mỗi khác, theo đó sẽ ảnh hưởng nặng nhẹ, tùy theo âm đức từng người, không nên vì khó mà nản, không phải gặp niên vận mà bình thản. Cách giải mệnh hay tăng phước mệnh tối ưu nhất chỉ thông qua cách tu tâm ý dưỡng đức độ mà nên. Trải qua diễn biến từng năm, dù tốt hay xấu, ứng nghiệm mạng yếu còn phụ thuộc rất nhiều vào mờ đức phúc vận của mỗi người. Phàm trong đời, với lối sống lấy cho đi để làm lời, lại thường an nhiên hơn những đường lối sát phạm, làm tiến trên sức của người khác. Song song đó, việc cảm thấy đủ để tiến thêm là điều cần để tránh được những rủi ro do sao hàng năm chiếu mệnh, bởi sao hàng năm chiếu mệnh đều có lợi và hại. Thưa quý vị, từ xưa đến nay, dân gian ta luôn sống và sùng bái những tín ngưỡng cho riêng mình. Có người thờ Phật, có người thờ ông bà, tổ tiên, có người theo đạo Thiên Chúa giáo. Đối với tín ngưỡng Phật giáo, việc tìm hiểu về Phật bản mệnh và những lợi ích mà nó đem lại được quan tâm rất nhiều. Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, được Phật A-di-đà hộ mệnh. Tuy nhiên, để biết hết những thông tin liên quan đến Phật bản mệnh chính xác nhất không phải là điều dễ dàng. Nếu quý cô bác tuổi Kỷ Hợi cũng quan tâm đến Phật bản mệnh, thì Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị và cô bác theo dõi tiếp video sau đây. Phật A-di-đà là giáo chủ Tây Phương tịnh thổ thế giới, cùng Quan Âm Bồ-Tát, Đại Thế Chí Bồ-Tát, hợp xưng Tây Phương Tam Thánh. Ngài nắm giữ linh lực rất mạnh, có thể trợ giúp bản mệnh nâng cao khả năng giao tiếp. Những người tuổi Hợi sinh năm 1959 đều có những rắc rối riêng. Có người chú ý thân thể, kỵ ăn thực phẩm lạnh, chua, có người có áp lực gia đình trọng đại, mua nhà, mua xe, đúng là chuyện không dễ. Mỗi người tuổi Kỷ Hợi có những việc khó khăn vì nhiều nguyên nhân mà chưa thể hoàn thành được, nên đeo bản mệnh Phật A-di-đà sẽ trợ giúp giảm bớt áp lực, vô hình chung tăng cường sức mạnh để bản mệnh vượt qua trở ngại, có thể đạt thành tâm nguyện. Phật A-di-đà tượng trưng cho ánh sáng, phúc thọ, bảo hộ cho người tuổi Hợi trí tuệ hơn người, xóa bỏ phiền não, mệt mỏi, kiên cường gây dựng cơ đồ, hưởng đời an lạc. Những ai có cơ may gặp được Ngài thì có thể thoát khỏi mọi nỗi thống khổ trên đời. Quý vị thân mến, làm người quá mệt mỏi là vì bạn đã rơi vào ba cái bẫy này. Vì sao có người luôn cảm thấy làm người rất mệt mỏi? Trong các nguyên nhân thì chủ yếu là do rơi vào ba cái bẫy này. Cái bẫy đầu tiên, cái bẫy của dục vọng. Dục vọng là cái hố khó mà lấp lại đầy trong tâm con người. Có rất nhiều người không thể dừng bước khi đối diện với dục vọng. Khi không có tiền, trong lòng chỉ muốn có thể kiếm tiền lương đủ để xài là được rồi. Khi không có nhà cửa thì mơ ước có một không gian riêng của mình. Nhưng khi có một chút tài sản tiền bạc nhất định thì lại muốn có tài sản tiền bạc nhiều hơn. Khi mình đã có một ngôi nhà đàng hoàng rồi, lại cố gắng kiếm thêm biệt thự và xe sang. Đây chính là biểu hiện bên ngoài của tham vọng, luôn cảm thấy không đủ của con người. Một người không thể dừng bước trước dục vọng, cho nên họ cảm thấy rằng việc theo đuổi của mình không đạt được thỏa mãn. Vì vậy, những người đã rơi vào cái bẫy của dục vọng
họ đều sẽ cảm thấy làm người quá mệt mỏi. Mỗi ngày đều muốn có thêm những điều tốt đẹp hơn, rồi bởi vì không thể nào có được, cho nên lại than ngắn thở dài, sầu đau không dứt. Cái bẫy thứ hai, cái bẫy ganh đua so sánh lẫn nhau. Trong kết giao giữa người với người, có rất nhiều khi đó là một dạng ganh đua so sánh, người có ít tiền sẽ so sánh với kẻ không có tiền, từ đó đạt được sự thỏa mãn dối trá. Người có tiền sẽ so sánh với kẻ có rất nhiều tiền hơn nữa, từ đó lại thất vọng buồn bã khi con cái lớn lên rồi. Lại so sánh những thành tựu của chúng với nhau trong cùng một đơn vị, sẽ có sự so sánh mức lương và chức vị của bản thân với một đối tượng nào đó. Một số người thậm chí còn đem thiên tình sử của mình so sánh với người yêu của họ để từ đó có được sự hài lòng kỳ lạ. Ngoài núi này có núi xanh hơn, ngoài tòa nhà này có tòa nhà khác, núi này cao, có núi khác cao hơn. Nhiều khi việc ganh đua so sánh không đạt được mục đích. Khi sự thể hiện của bản thân không đạt được thắng lợi thì sẽ khó tránh khỏi việc cảm thấy lòng mệt mỏi, sẽ khó tránh khỏi trở nên mất cân bằng và cũng chắc chắn sẽ cảm thấy rằng cuộc sống của mình không được như ý như những người khác. Những người như vậy thực đúng là đã rơi vào cái bẫy so sánh lẫn nhau rồi. Cái bẫy thứ ba, cái bẫy tự cao. Một số người rất thích khoe khoang, so sánh và thích theo đuổi những điều không thực tế, cho nên khi họ không đạt được sự thỏa mãn về kiểm soát, họ sẽ cảm thấy chán nản, thất vọng và cảm thấy rất mệt mỏi. Ngược lại, một số người thích tự cho rằng bản thân mình đúng, họ cảm thấy rằng mình là một nhân vật vô cùng tuyệt vời. Ví dụ, dựa vào chuyện mình đã từng học tại một trường đại học trọng điểm thì tự nghĩ mình là một nhân tài nên kén chọn hết công việc này đến công việc khác, tùy tiện nhảy việc. Có nhà tuyển dụng phân tích, nhiều người nhảy việc là do muốn thể hiện giá trị cá nhân của họ tại nơi làm việc, và đó cũng là một bước quan trọng trong phát triển sự nghiệp tại nơi làm việc của họ. Trước khi nhảy việc, cần phải xác định rõ ràng mục tiêu phát triển của mình, phân tích tổng hợp các lợi thế riêng của bản thân có đủ phù hợp với triển vọng phát triển của doanh nghiệp không, để tránh những quyết định mù quáng, muốn nhảy là nhảy. Tuy nhiên, những người đã rơi vào cái bẫy tự cho rằng bản thân mình đúng, lại không thể nhận ra được quan niệm sai lầm của bản thân, nên họ thường mù quáng quyết định, muốn nhảy việc là cứ nhảy việc, thế là kết quả không như mong muốn, và không thể nào có được đãi ngộ như công việc ban đầu, những người như vậy sẽ cảm thấy mệt mỏi. Ba cái bẫy này thực sự là ba loại mê hồn trận trong cuộc sống của chúng ta, và mọi người đều chìm đắm trong đó mà không hề hay biết. Do đó, con người không thể sống như thế. Chúng ta nên hiểu rằng, làm người mệt mỏi thật ra là một căn bệnh của tâm, mà tâm bệnh cần được chữa trị bằng tâm dược. Chỉ khi chúng ta có thể nhận ra chính xác nhu cầu của bản thân, nhận ra chính xác trình độ của bản thân, trở lại với nhân sinh quan đích thực của chúng ta, loại trừ những dục vọng quá mức, cái bẫy tự cao và thói quen xấu hay so đo lẫn nhau, mới có thể tìm lại sự vui vẻ, thoải mái và tự tại thực sự của riêng mình. Cuộc sống cần phải vứt bỏ những bó buộc không cần thiết, chậm chậm bước về phía trước, sống thật tốt và thong thả nhẹ nhàng sống một cuộc sống của chính mình, thì đó mới chính là sự lựa chọn tốt nhất. Làm người thật mệt mỏi gần như là một câu trả lời chung của tất cả chúng ta. Thực tế thì nhiều khi làm người rất vui vẻ dù cho có hơi mệt, hơi vất vả, hơi mông lung, nhưng khi nhìn thấy gia đình của mình vui vẻ, nhìn thấy những người xung quanh mình lạc quan tích cực, thì cảm giác mệt mỏi này sẽ không cánh mà bay mất thôi. Tâm an là phúc, lương thiện là chân, khoan dung khiêm nhường là gốc rễ của việc làm người, tâm an mọi sự đều an. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.